Tuyệt Linh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn khẩn yêu cầu tăng cường quản lý khu vực phong tỏa. Nhiều tỉnh Tây Nam Bộ quy định người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ. Ca mắc tăng cao, Bà Rịa Vũng Tàu thành lập 9 bệnh viện dã chiến. Đắk Nông ghi nhận 4 cán bộ y tế mắc COVID-19. Trên thế giới, Malaysia ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ đầu dịch. Tại Úc, số ca nhiễm mới COVID-19 ở New South Wales tăng cao kỷ lục. Theo nghiên cứu, tiêm kết hợp vaccine Pfizer và AstraZeneca có mức kháng thể cao gấp 6 lần. Thành phố New York của Mỹ bắt buộc viên chức phải tiêm vaccine. Bản tin tối ngày 27 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, cả nước có thêm 5.149 ca mắc COVID-19. Nâng tổng số ca mắc trong ngày tiếp tục là một con số rất cao, 7.913 ca, trong đó số ca trong cộng đồng là 1.063 ca. Theo đó, các địa phương ghi nhận số ca mắc lớn từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh có 4.469 ca, Đồng Tháp có 154 ca, Đồng Nai có 120 ca, Bình Dương có 79 ca, Long An có 75 ca, Cần Thơ có 54 ca, Bình Thuận có 45 ca, Đà Nẵng có 26 ca, Phú Yên có 23 ca, Sóc Trăng có 22 ca, Hà Nội có 19 ca, Ninh Thuận có 13 ca, Vĩnh Phúc có 11 ca. Ngoài ra, các tỉnh gồm Gia Lai, Đắk Nông, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Kon Tum, Lạng Sơn, Kiên Giang, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Đắk Lắk đã ghi nhận các ca mắc rải rác từ 1 đến 5 ca. Trong ngày có thêm 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 114.260 ca mắc COVID-19. Số ca mắc trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 110.487 ca. Đã có 22.946 ca đã được chữa khỏi và 524 ca tử vong. Thưa quý vị, trước thực tế, việc quản lý tại các khu phong tỏa chưa chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến sự lây lan làm F0 tăng nhiều tại khu vực này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn về tăng cường biện pháp quản lý khu phong tỏa tại TP.HCM. Theo đó, thành phố quy định cụ thể về xác định phạm vi khu vực phong tỏa dựa trên cơ sở đánh giá vị trí, diện tích, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ. Yêu cầu quản lý cụ thể số ca F0 phát hiện trước lúc phong tỏa, vị trí sống của F0, các yếu tố ảnh hưởng đến sự lây nhiễm như độ giao lưu tiếp xúc của F0, môi trường sống tại khu vực, tình trạng nhà ở, v.v. Sau khi xác định phạm vi khu vực phong tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng làm sạch, làm xanh khu vực đó bằng việc xét nghiệm bằng test nhanh trước, PCR sau và đưa tất cả người có nguy cơ cao gồm F0, F1 ra khỏi khu phong tỏa, đưa đến cơ sở cách ly tại nhà đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện chống lây nhiễm và cam kết thực hiện quy định cách ly. Về tiêu chí xem xét giải tỏa từng phần, đối với khu vực có nguy cơ thấp, xét nghiệm lại lần 1 sau 5 ngày, không phát hiện thêm F0 mới. Khu vực có nguy cơ vừa xét nghiệm lần 2 sau 5 ngày nếu không phát hiện F0 mới. Khu vực có nguy cơ rất cao sẽ xét nghiệm lần 3 sau 5 ngày nếu không phát hiện F0 mới. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương thành lập tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa. Tổ quản lý này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đầy đủ về hộ dân trong khu vực phong tỏa, lập danh sách và ghi nhận số điện thoại từng hộ dân, hỗ trợ điều tra phân loại nguy cơ từng hộ, tổ chức đi chợ thay, tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu và cung cấp cho hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Bên cạnh đó, lực lượng công an, quân đội phải thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát, đảm bảo quy định giãn cách, có hình thức cưỡng chế, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm. Trong khi áp lực về bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao, một thông tin tích cực là nhiều bệnh viện tư trên địa bàn thành phố đã chủ động đăng ký tham gia một phần, theo mô hình bệnh viện tách đôi hoặc chuyển đổi công năng để trở thành cơ sở điều trị COVID-19. Theo đó, các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Xuyên Á hay Bệnh viện Nam Sài Gòn đã chủ động đề xuất với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố để san sẻ áp lực điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện nay khi những cơ sở điều trị tuyến công lập gặp tình trạng quá tải. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết tất cả các bệnh viện trên đều đủ năng lực để tham gia ở tầng 3 trong hệ thống 5 tầng điều trị của thành phố.
Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, tính đến ngày 27 tháng 7, Bình Dương đã nhận được sự hỗ trợ của 25 đoàn từ các bộ, ngành, đơn vị và địa phương với hơn 3.000 cán bộ, chuyên gia, lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Bình Dương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan trung ương tiếp tục hỗ trợ theo phương án mà tỉnh này đề xuất là 20.000 giường. Cụ thể, Bình Dương cần chi viện thêm gần 1.500 bác sĩ và hơn 4.000 điều dưỡng kỹ thuật viên. Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng cho biết thêm một thông tin đáng chú ý, Bình Dương sẽ hạn chế người dân ra đường từ 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau nhằm phòng chống dịch COVID-19 tương tự như cách làm của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều tỉnh Tây Nam Bộ cũng đã ban hành văn bản yêu cầu người dân hạn chế và không ra đường sau 18 giờ. Trong đó, tỉnh Bến Tre còn quy định thời gian để người dân đi chợ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có công văn quy định từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau người dân không được ra đường, trừ các trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở hàng hóa thiết yếu và các vấn đề cấp thiết khác. Tỉnh Bến Tre cũng quy định khung giờ đi chợ là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ và từ 14 giờ chiều đến 17 giờ hàng ngày. Các quy định trên được áp dụng toàn tỉnh bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay ngày 28 tháng 7. Tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long cũng có công văn về việc giới hạn thời gian ra đường. Theo đó, từ ngày 27 tháng 7 cho đến hết ngày 1 tháng 8, người dân trên địa bàn tỉnh không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đã yêu cầu hạn chế tối đa người dân ra đường vào ban đêm từ 18 giờ đến 5 giờ sáng. Còn tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân thành phố tuy chưa hạn chế người ra đường từ sau 18 giờ, nhưng đã có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh cửa hàng tiện ích, các cửa hàng như Vinmart, Bách Hóa Xanh, siêu thị, Vincom, Copmart trên địa bàn không mở cửa kinh doanh, mua bán, phục vụ khách hàng sau 18 giờ từ ngày 26 tháng 7 cho đến khi có văn bản khác của thành phố. Ngày hôm qua, thành phố Đà Nẵng đã cho tạm dừng hoạt động chợ Cẩm Lệ vì phát hiện có một ca dương tính là tiểu thương buôn bán tại chợ. Trường hợp trên được phát hiện thông qua lấy mẫu sàng lọc. Theo đó, tiểu thương mắc COVID-19 này là bà LTN, sinh năm 1982, trú ở tổ 41, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, chuyên bán chè tại quầy hàng ăn uống trong chợ Cẩm Lệ. Ngay sau khi ghi nhận tình hình, ngành chức năng đã đóng cửa chợ Cẩm Lệ từ 12 giờ trưa ngày 27 tháng 7. Cùng với đó, ngành y tế quận cũng đã tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương chợ Cẩm Lệ, gồm hơn 600 người. Trước đó, do ghi nhận hai chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn là đầu mối cung cấp thịt cá cho các chợ trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương tổ chức xét nghiệm 3 ngày một lần cho toàn bộ đối tượng là tiểu thương kinh doanh mặt hàng cá thịt tại các chợ. Đến nay, Đà Nẵng ghi nhận ổ dịch tại cảng cá Thọ Quang có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh phức tạp, kéo theo các ca mắc ở các chợ trên địa bàn. Với việc ghi nhận hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao, Bà Rịa Vũng Tàu đã vừa quyết định thành lập 9 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 với quy mô là gần 1.800 giường. Cụ thể, 9 bệnh viện dã chiến đang được triển khai gồm tại ký túc xá trường Trung cấp Y tế, sân vận động thị xã Phú Mỹ, trường trung học cơ sở Chu Văn An thị xã Phú Mỹ, trường tiểu học Cao Văn Ngọc huyện Long Điền, trường tiểu học Sông Cầu huyện Châu Đức, trường tiểu học Tháng Tam thành phố Vũng Tàu, trung tâm phòng chống HIVS cũ, ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh và nhà thi đấu đa năng tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mỗi cơ sở điều trị quy mô từ 80 đến 300 giường bệnh, làm nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến ngày 27 tháng 7, địa phương đã ghi nhận hơn 1.000 người mắc COVID-19 trong cộng đồng và trong khu cách ly tập trung. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung cho 2.950 người. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày qua, nhiều địa phương đã báo cáo tình hình phơi nhiễm COVID-19 của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mới đây, tỉnh Đắk Nông cũng cho biết là đã ghi nhận 4 cán bộ y tế mắc COVID-19. Theo đó, đây là 4 cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Minh. Các cán bộ y tế này được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR vào ngày 26 tháng 6, đến trưa ngày 27 tháng 7 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và những người có liên quan đến ca mắc. Bước đầu ghi nhận 42 trường hợp tiếp xúc gần là F1, đồng thời khoanh vùng phong tỏa một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến các trường hợp trên. Tính đến trưa ngày 27 tháng 7, số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã lên 46 trường hợp. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 7, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 195 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 177 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã hơn 4,1 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 35 triệu ca mắc, trong đó hơn 627.000 ca tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ hai với tổng số người nhiễm hơn 31,4 triệu ca và hơn 421.000 ca tử vong.
Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới với số người nhiễm COVID-19 hơn 19,7 triệu ca. Tuy nhiên, số ca tử vong ở quốc gia này đứng thứ hai thế giới với hơn 550.000 ca. Nga đứng vị trí thứ tư với tổng số người nhiễm COVID-19 hơn 6 triệu ca, trong đó hơn 155.000 ca tử vong. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Malaysia ghi nhận 207 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca nguy kịch cũng ở mức cao chưa từng có với hơn 1.000 người, trong đó hơn 500 ca phải sử dụng máy trợ thở. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Malaysia đã ghi nhận 207 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca nguy kịch cũng ở mức cao chưa từng có với hơn 1.000 người, trong đó hơn 500 ca phải sử dụng máy trợ thở. Nước này cũng ghi nhận hơn 14.500 ca mắc mới. Nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này đã vượt quá 1 triệu và hơn 8.200 ca tử vong. Từ tháng 4 tới nay, Malaysia đang trong giai đoạn 2 của làn sóng dịch thứ 3. Trong giai đoạn này, số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở Malaysia đã tăng từ 4 con số lên 5 con số. Số ca lây nhiễm trong 14 ngày liên tiếp vừa qua vượt trên mốc 10.000 ca. Chính phủ Malaysia đã kêu gọi người dân cùng đoàn kết vượt qua đại dịch. Giới chức nước này sẽ tăng thêm các bệnh viện công điều trị COVID-19 để cung cấp đủ giường cho các ca điều trị tích cực, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, nhất là tại các vùng có số ca nhiễm mới và tử vong cao. Tình hình cũng đang diễn biến khá tệ ở Thái Lan. Vừa qua, Cục Dịch vụ Y tế DMS thông báo thủ đô Bangkok đã hết giường chăm sóc tích cực ICU để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Cục trưởng DMS Somsan Akasiu hôm 26 tháng 7 thừa nhận rằng tất cả các giường dành cho bệnh nhân nặng tại các bệnh viện công đều đã kín chỗ, trong khi các bệnh nhân COVID-19 nặng hiện đang chờ điều trị trong các phòng cấp cứu tại hai bệnh viện Lessing và Noparat. Bangkok, tâm điểm của làn sóng COVID-19 thứ ba ở Thái Lan, có tổng cộng hơn 36.900 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, hiện có hơn 37.600 bệnh nhân COVID-19 cần điều trị, tức là vượt quá so với khả năng. Trong khi đó, thành phố này chỉ có 257 giường trong các bệnh viện dã chiến và 1.021 giường trong các bệnh viện khách sạn dành cho các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ. Tình trạng thiếu giường bệnh đang trở nên trầm trọng hơn do cần phải có các cơ sở ICU riêng biệt cho bệnh nhân COVID-19 để tránh lây nhiễm chéo. Giới chức y tế Bangkok đã đề nghị quân đội triển khai nhân viên y tế để giúp ứng phó với sự gia tăng số bệnh nhân COVID-19 mới. Quân đội Thái Lan hiện có tổng cộng 37 bệnh viện quân y, chủ yếu ở các tỉnh. Việc mở các bệnh viện dã chiến trong khuôn viên của các bệnh viện quân y nhằm giải quyết số lượng người mắc bệnh ngày càng tăng và dịch bệnh đang lây lan từ Bangkok và các khu vực lân cận đến các tỉnh. Tại Úc, tình hình dịch bệnh ở bang New South Wales tiếp tục diễn biến phức tạp khi chính quyền bang này vào ngày 27 tháng 7 ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 172 ca trong 24 giờ qua, trong đó có hơn 60 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vào ngày 27 tháng 7, bang New South Wales của Úc tiếp tục diễn biến phức tạp khi ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 172 ca trong 24 giờ qua, trong đó hơn 60 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ hiến bang New South Wales cho biết phần lớn các ca nhiễm mới xuất hiện tại khu vực phía tây Sydney do lây lan tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết yếu vẫn được phép hoạt động và do tiếp xúc giữa các thành viên gia đình chưa được tiêm chủng. Trước tình hình trên, thủ hiến bang này cho biết rủi ro sẽ rất cao nếu chính quyền bang dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm. Lệnh phong tỏa hiện nay dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 tới. Tuy nhiên, bà tuyên bố sẽ kéo dài thời gian áp dụng do tình hình dịch bệnh không khả quan. Bên cạnh đó, chính quyền cũng sẽ thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng trên toàn bang và xem xét thêm các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, tính đến nay thì Nga hiện vẫn ghi nhận trên 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức khá cao nếu so với các làn sóng COVID-19 trước đây. Đáng lo ngại là tỷ lệ số ca tử vong do COVID-19 tại Nga gần đây tăng mạnh so với các giai đoạn trước với gần 800 ca tử vong mỗi ngày. Điều này khiến cho nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng nước này đang đối mặt với làn sóng bùng phát COVID-19 thứ ba. Nga hiện vẫn ghi nhận trên 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức khá cao nếu so với các làn sóng COVID-19 trước đây. Đáng lo ngại là tỷ lệ số ca tử vong do COVID-19 tại Nga gần đây tăng mạnh so với các giai đoạn trước với gần 800 ca tử vong mỗi ngày. Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng Nga đang đối mặt với làn sóng bùng phát COVID-19 thứ ba. Một trong những nguyên nhân là do thời gian gần đây tại Nga diễn ra nhiều sự kiện tập trung đông người, như 7 trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 hay sự kiện cánh bùm đỏ nhân tháng đêm trắng. Trong khi đó, người dân lơ là trong việc thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn phù hợp theo khuyến cáo. Không khó để bắt gặp nhiều người dân trên phố không đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại thành phố Saint Petersburg. Hiện thành phố này đã trở thành địa phương
có số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng theo ngày cao thứ hai nước Nga, chỉ sau thủ đô Moscow. Saint Petersburg đã chứng kiến những ngày có số người tử vong do SARS-CoV-2 cao chưa từng thấy. Đến nay, Saint Petersburg đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên 1,2 triệu người trong tổng số hơn 5 triệu dân thành phố, trong đó gần 850.000 người đã hoàn thành hai mũi tiêm chủng. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo các biện pháp siết chặt các hạn chế ngừa COVID-19 trong 14 ngày, vì cho rằng các biện pháp hiện tại không đủ để ngăn chặn tốc độ và quy mô của các ca nhiễm mới. Tại khu vực châu Phi, Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất về số ca mắc và tử vong do COVID-19 và đang trong làn sóng thứ ba của lây nhiễm. Nước này ghi nhận gần 18.000 ca mắc mới hôm 26 tháng 6, gần đạt đỉnh điểm số ca lây nhiễm hàng ngày khi ghi nhận trong làn sóng thứ hai hồi tháng Giêng. Theo các nhà khoa học Nam Phi, biến thể Delta lần đầu được xác định ở Ấn Độ đang lây lan nhanh chóng ở nước này. Biện pháp mới được triển khai sẽ cấm tất cả các cuộc tụ tập, có lệnh giới nghiêm từ 21 giờ hàng ngày đến 4 giờ sáng và cấm bán rượu. Trường học ở Nam Phi bắt đầu đóng cửa từ 1 tháng 7, nhưng các bãi biển và công viên vẫn mở. Nhà hàng sẽ chỉ bán đồ ăn mang đi hoặc giao hàng tận nơi. Tổng thống Cyril Ramaphosa thông báo, Nam Phi gần đây nhận 1,4 triệu liều vaccine Pfizer thông qua sáng kiến COVAX và thêm 1,2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson. Tới nay, triển khai tiêm chủng ở Nam Phi còn chậm với khoảng 2,7 triệu liều được tiêm trong khi dân số nước này là 60 triệu người. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 hàng ngày trong tháng tới. Trong khi đó, tại Mỹ, vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Nhà Trắng quyết định duy trì các hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, quyết định này được đưa ra là do sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta tại nước này cũng như trên toàn thế giới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết quyết định duy trì các hạn chế đi lại do dịch bệnh COVID-19 được đưa ra là do sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta tại nước này cũng như trên toàn thế giới. Bà cũng nhấn mạnh quá trình mở cửa trở lại dựa trên hướng dẫn khoa học và sức khỏe cộng đồng. Theo khuyến cáo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ kêu gọi người dân tránh đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vốn là hai điểm đến nổi tiếng của du khách Mỹ do số ca mắc COVID-19 gia tăng. Mỹ cũng ban hành hướng dẫn đi lại tương tự đối với những người muốn đến Cộng hòa Kyrgyz một tuần sau khi đưa ra khuyến cáo hạn chế đến Vương quốc Anh, điểm du lịch quốc tế hàng đầu với người Mỹ sau Mexico và Canada trong năm 2019. Do đại dịch COVID-19, Mỹ đã hạn chế đi lại tới các nước Liên minh châu Âu, Anh, Trung Quốc, Iran, Brazil, Ấn Độ và nhiều nước khác. Hoạt động du lịch từ nước ngoài tới Mỹ tạm dừng trong khi các hạn chế đi lại để phòng COVID-19 vẫn được áp dụng. Các hạn chế này cũng bao gồm việc cấm người di cư xin tị nạn và ngăn cản người nước ngoài đến thăm gia đình. Chuyển sang các thông tin liên quan đến vaccine. Theo Reuters, vừa qua có một nghiên cứu mới đã phát hiện người được tiêm liều vaccine thứ nhất với vaccine COVID-19 AstraZeneca và liều thứ hai với vaccine của Pfizer có mức kháng thể gấp 6 lần so với người tiêm hai liều vaccine của AstraZeneca. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Hàn Quốc với sự tham gia của 499 nhân viên y tế, trong số này 200 người tiêm hai liều vaccine Pfizer-BioNTech, 199 người được tiêm hai liều vaccine AstraZeneca và 100 người được tiêm kết hợp hai loại vaccine này với nhau. Theo Reuters, tất cả các trường hợp thử nghiệm đều có thể sản sinh đủ kháng thể để trung hòa và ngăn ngừa virus corona xâm nhập vào tế bào cơ thể con người. Đặc biệt, những người được tiêm trộn lẫn hai liều vaccine có lượng kháng thể được sản sinh tương tự như những người được tiêm hai liều vaccine của Pfizer. Reuters nhận định thông tin này góp phần củng cố quyết định của một số quốc gia khi lựa chọn tiêm vaccine COVID-19 loại khác cho mũi tiêm thứ hai sau khi đã tiêm liều đầu tiên của AstraZeneca. Còn tại Thái Lan, vừa qua hàng nghìn người thuộc các nhóm có nguy cơ cao đã xếp hàng để được tiêm vaccine tại ga Bangsawan ở Bangkok. Đợt tiêm chủng này diễn ra trong bối cảnh vaccine đang trở nên khan hiếm ở Thái Lan. Tại Thái Lan, những người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai và những người trên 100kg nằm trong số những người được coi là nhóm có nguy cơ cao. Người cao tuổi được ưu tiên tiêm chủng kể từ ngày 12 tháng 7. Chính phủ đã phải đối mặt với sự chỉ trích của công chúng về việc mua vaccine. Cho đến nay, chỉ có 5,6% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 18,94% đã được tiêm ít nhất một liều. Tuần trước, các nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp siết chặt phong tỏa ở thủ đô Bangkok và 12 tỉnh có nguy cơ cao, đồng thời mở rộng khu vực bị áp lệnh giới nghiêm. Tính đến ngày 26 tháng 7, Thái Lan đã ghi nhận kỷ lục hơn 15.300 ca mắc mới trong 24 giờ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia này ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Tại Mỹ, vừa qua chính quyền thành phố New York đã quyết định yêu cầu công chức viên chức trên toàn thành phố từ nay đến giữa tháng 9 tới phải hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nếu không muốn bị buộc phải xét nghiệm hàng tuần.
Chính quyền thành phố New York đã quyết định yêu cầu công chức viên chức trên toàn thành phố từ nay đến giữa tháng 9 tới phải hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nếu không muốn bị buộc phải xét nghiệm hàng tuần. Thị trưởng Bill Basio đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với làn sóng gia tăng số ca nhiễm lần thứ ba do sự lây lan nhanh của biến thể Delta. Quyết định phải tiêm vaccine trước đó đã được chính quyền thành phố New York áp dụng với toàn bộ nhân viên y tế và giờ đây tiếp tục áp dụng với khoảng 340.000 công chức viên chức của thành phố, bao gồm các giáo viên và lực lượng cảnh sát. Chính quyền đưa ra thời hạn giữa tháng 9 vì đây là thời điểm khoảng 1 triệu học sinh sẽ tới trường sau kỳ nghỉ hè, là thời điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 có thể bùng phát cao. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 7, thị trưởng DiBiaseo cũng kêu gọi các công ty tư nhân nên áp dụng quy định tương tự với nhân viên của họ. Còn tại Bhutan, nước này đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều thứ 2 cho hầu hết dân số đủ điều kiện trong một tuần, trong một đợt triển khai nhanh chóng, được UNICEF ca ngợi như một sự thành công cho các hoạt động quyên góp quốc tế. Hầu hết người dân ở Bhutan đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Hơn 454.000 mũi tiêm đã được thực hiện trong tuần qua ở vương quốc Himalaya xa xôi này, sau đợt quyên góp gần đây của nước ngoài. Đại diện UNICEF tại Bhutan, Wilbas, đã ca ngợi chương trình tiêm chủng này là một câu chuyện thành công của Bhutan. Bhutan nhanh chóng sử dụng hầu hết 550.000 liều vaccine của AstraZeneca do Ấn Độ tài trợ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 cho những mũi tiêm đầu tiên trước khi quốc gia láng giềng tạm dừng xuất khẩu. Đối mặt với khoảng cách thời gian ngày càng gia tăng giữa liều đầu tiên và liều thứ hai, Bhutan đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp. Hơn 500.000 liều vaccine của Moderna do Mỹ tài trợ thông qua COVAX, nhà phân phối được Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh vaccine Gavi hậu thuẫn, và 250.000 liều vaccine của AstraZeneca khác từ Đan Mạch đã đến vào giữa tháng 7 2021. Ngoài ra, hơn 400.000 liều vaccine của AstraZeneca, Pfizer và Sinopharm từ Croatia, Bulgaria, Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng đến quốc gia Nam Á với 770.000 dân này. Trong khi đó, chính phủ Bhutan đã mua 200.000 liều Pfizer, dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dịch COVID-19 hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin chiều nay. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.